Công an huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phát hiện một số trang mạng xã hội Facebook, Zalo, YouTube đăng tải thông tin hình ảnh mua bán súng hơi, súng bắn đạn chì và linh kiện súng số lượng lớn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Yên Định đã xác định chủ một số tài khoản trang mạng xã hội rao mua bán súng, linh kiện súng là Nguyễn Minh Tú, 26 tuổi, trú tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Nguyễn Minh Tú từng bị xử phạt hành chính 2 lần về hành vi tàng trữ súng săn, linh kiện súng. Khám xét nơi ở và kho hàng của Nguyễn Minh Tú tại huyện Tân Yên, Công an thu giữ 3 khẩu súng hơi dạng súng bắn đạn chì được lắp ráp hoàn chỉnh, 846 linh kiện súng, gần 3.000 viên đạn. Số linh kiện súng này ước tính lắp ráp hoàn chỉnh được gần 100 khẩu súng săn các loại. Tú dùng tài khoản ảo trên mạng xã hội, đăng tải thông tin rao bán súng, linh kiện súng để kiếm lời.